Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Sao chổi của quỷ sẽ đến vào năm 2024. Thiên tai và những thay đổi xã hội đang đến. Một ngôi sao chổi hiếm gặp đã vượt qua bầu trời đêm. Sự xuất hiện của nó được các nhà khoa học xem là một hiện tượng thiên văn. Nhưng theo truyền thuyết, ngôi sao này được gọi là sao chổi quỷ bởi nó mang theo thông điệp thay đổi vận mệnh của nhân loại. Ban đầu mọi người nghĩ rằng đây sẽ là một biểu tượng may mắn, nhưng sau khi trải qua những thiên tai tự nhiên trên trái đất, chúng ta phải xem xét lại mọi thứ. Liệu sau khi sao chổi quỷ xuất hiện thì thảm họa có đến với thế giới hay không? Thảm họa này sẽ kinh khủng đến mức nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay. Năm 2024 đang diễn ra thực sự là một năm đặc biệt. Dựa vào những lời tiên tri và dấu hiệu trong sách cổ, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng năm nay sẽ xuất hiện loạt hiện tượng thất thường, bao gồm biến đổi thời tiết, động đất xảy ra thường xuyên, dịch bệnh lan rộng, mùa màng thất thu và còn nhiều yếu tố khác gây khó khăn cho cuộc sống của con người. Bước qua gần nửa năm 2024, thế giới đã xảy ra đủ loại thiên tai chưa từng thấy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Một số cư dân mạng sau khi tìm hiểu đã phát hiện ra rằng sự xuất hiện của các hiện tượng này có liên quan đến hiện tượng thiên văn xảy ra vài tháng trước. Đó là sự xuất hiện của sao chổi quỷ mang tên 12P Polsbrook. Sao chổi được xem là thiên thể xâm nhập vào hệ mặt trời với ánh sáng và hình dạng thay đổi theo khoảng cách với mặt trời. Những thiên thể xoay quanh mặt trời mặc dù có mật độ cùng khối lượng rất nhỏ với đường kính chỉ vài chục hoặc vài trăm mét, thế nhưng lại ẩn chứa nhiều thông tin nguyên thủy từ giai đoạn hình thành hệ mặt trời. Thông thường, sao chổi sẽ được chia thành phần đầu với dòng bụi và khí bay ra, tạo thành một bầu khí quyển lớn nhưng rất loãng. Kế tiếp là hai đuôi riêng, rẽ ngược hướng nhau. Hạt nhân sao chổi chủ yếu được cấu thành carbonic, methan và nước đóng băng, lẫn với các hợp chất hữu cơ cao phân tử và các khoáng chất khác. Khi sao chổi tiếp xúc gần với mặt trời, lớp băng bên ngoài sẽ bốc hơi, tạo ra một dáng vẻ mờ ảo xung quanh sao chổi. Diện mạo tổng thể của nó lúc này sẽ như một đám mây có hình dạng độc đáo. Tuy nhiên, những đặc điểm được mô tả chỉ là một phần cơ bản nhất của sao chổi. Trên thực tế, chúng lại càng bí ẩn hơn với những đặc điểm riêng của mình. Sở dĩ thiên thể này được gọi là sao chổi vì khi nó tiếp cận mặt trời, dưới tác động của bức xạ mặt trời sẽ phân hủy thành đầu và hai đuôi kéo dài, tựa như một cái chổi trên bầu trời đêm. Hiện nay, con người đã phát hiện hơn 1.700 sao chổi xoay quanh mặt trời. Chúng không chỉ cung cấp dấu vết quý giá về nguồn gốc của hệ mặt trời, mà còn mang lại niềm vui và kỳ vọng vô tận cho những người yêu thiên văn. Tuy nhiên, do sự khác biệt về kích thước, khoảng cách đến mặt trời và trái đất cũng như cấu tạo khác biệt, mà số lượng sao chổi thực sự sáng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường là rất ít. Khi một sao chổi xuất hiện, nó thường nhận được sự quan tâm rộng rãi. Bởi trong lịch sử, những ngôi sao chổi thường gắn liền với các sự kiện không may. Trong số đó, nổi tiếng nhất chính là sao chổi Halley. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng đã từng nghe qua cái tên này. Sao chổi Halley được tính toán và phát hiện bởi một nhà thiên văn học người Anh tên là Edmund Halley. Sự xuất hiện của ngôi sao chổi Halley đánh dấu một chiến thắng lớn của định luật hấp dẫn và khiến cho sao chổi Halley trở thành một viên ngọc quý trong lịch sử khoa học của nhân loại. Lý do nổi tiếng của sao chổi Halley bởi vì nó là ngôi sao chổi lớn nhất, dễ quan sát nhất và cũng là sao chổi duy nhất có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường từ trái đất. Theo tính toán, chu kỳ xuất hiện của sao chổi Halley là 76 năm, nên mỗi người chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một hoặc tối đa hai lần trong đời. Nhiều người còn cho rằng có thể hệ mặt trời vẫn còn tồn tại những ngôi sao chổi rực rỡ khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng có lẽ phải chờ hàng ngàn năm chúng mới xuất hiện một lần. Lần nhìn thấy cuối cùng của sao chổi Halley là vào năm 1986. Và nếu tính theo dự đoán chính xác thì lần trở về tiếp theo của nó sẽ là vào năm 2061. Gần đây, một sao chổi có tên Pan-STARRS đã thu hút sự chú ý nồng nhiệt của cộng đồng yêu thiên văn trên toàn thế giới. Một phần vì ngôi sao này đang di chuyển về phía mặt trời và đã đạt thời điểm quan sát tốt nhất từ giữa tháng 3 cho đến nay. Mặt khác, nếu bạn ở những nơi có độ cao so với mực nước biển cao hơn và ít ô nhiễm ánh sáng, bạn có thể nhìn thấy Pan-STARRS chỉ bằng mắt thường. Đồng thời,
các nhà thiên văn học dự đoán vào năm 2024 sẽ có sự xuất hiện của các sao chổi khác như Churyumov, Gerasimenko, Atlas và nhiều ngôi sao khác. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, độ sáng của Pan-STARRS đã đạt đến mức cao nhất. Vào khoảng ngày 10 tháng 10 năm 2024, thiên thể này có thể sẽ trở thành sao chổi lớn thứ nhất được nhìn thấy bằng mắt thường trên địa lục châu Á. Tuy nhiên, trái với những thông tin khoa học được đề cập, hình ảnh sao chổi trong dân gian còn gắn liền với một hiện tượng kỳ bí hơn. Người xưa từng nói, năm nào có sao chổi xuất hiện thì đó sẽ là một năm hạn hán. Ngoài ra, đây còn là một năm đầy những hiện tượng kỳ quan thiên văn, thảm họa tự nhiên tạo nên sự thay đổi xã hội và những sự kiện lịch sử đầy kịch tính. Được xem là bước ngoặt chưa từng có của các vì sao, sự xuất hiện hiếm hoi của một vật sao chổi trên bầu trời đêm là một dấu hiệu thiên văn. Ngôi sao chổi này sẽ được tôn là ngôi sao tiên tri, mang lại thông điệp thay đổi số phận nhân loại. Dường như thực tế đã diễn ra chính xác như vậy. Khi sao chổi xuất hiện vào đầu năm nay, thì những thảm họa tự nhiên bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên trái đất. Kể từ lúc xuất hiện sao chổi quỷ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại Nhật Bản đã xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở bán đảo Noto. Tiếp đó, một cơn sóng thần cao 5 mét đã gây thiệt hại nặng nề đối với tính mạng và tài sản của người dân Nhật Bản. Khắp nơi tại Trung Quốc cũng xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác nhau. Ở Quảng Đông, tác động của thời tiết bão lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến toàn tỉnh bị tấn công bởi mưa lớn và các cơn bão xoáy. Cùng với đó là mưa đá với kích thước lớn có thể gây vỡ kính, phá hủy mái của những ngôi nhà nhỏ. Ở Đông Nam Á gần đây cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng chưa từng có. Kỷ lục về nhiệt độ cao ở nhiều quốc gia đã bị phá vỡ. Tại thủ đô Bangkok và đảo Phuket của Thái Lan, nhiệt độ lên đến 54 độ C. Nhiệt độ ở một số khu vực của Philippines cũng gần 50 độ C và Việt Nam cũng ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục mới, lên đến 44,1 độ C. Kỷ lục thời tiết ở Lào là 43,5 độ C, phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đó. Khu vực Atepu nổi tiếng cũng nằm trong tình trạng thời tiết thất thường với cơn mưa lớn hiếm gặp. Các cư dân địa phương gọi đó là cơn mưa rông hiếm thấy, còn hơn cả việc bị người ngoài hành tinh xâm nhập. Hiện nay, hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng trên toàn cầu, khi hạn hán trở nên phổ biến và mãnh liệt hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, theo sự ấm dần của trái đất, chúng ta sẽ chứng kiến càng nhiều hơn cơn mưa lớn và lũ mạnh gây ra thảm họa nghiêm trọng. Người xưa từng nói rằng, sự xuất hiện của sao chổi đều sẽ liên quan đến các hiện tượng thời tiết hiếm gặp. Thời tiết cực đoan sẽ gia tăng một cách đáng kể, ngay cả những nơi lạnh giá nhất cũng có thể xuất hiện nhiệt độ cao và ngược lại. Sự xuất hiện của sao chổi quỷ 12P Pons Brooks trong năm 2024 có phải đang báo hiệu cho những thảm họa sắp xảy ra. Tiên tri của Hermes về một nhà hiền triết đội vương miện ngôi sao và mặc áo choàng đỏ sẽ xuất hiện ở phía đông. Các bạn thân mến, thời gian qua, Tâm Linh Cuộc Sống đã mang đến cho các bạn những video về dự ngôn của nhiều nhà tiên tri liên quan đến năm 2024, về các thảm họa tự nhiên và con người. Điều đáng ngạc nhiên là, những nhà tiên tri này mặc dù đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, sử dụng ngôn từ khác nhau và thậm chí ở các thời kỳ khác nhau, nhưng lại cùng dự đoán về sự xuất hiện của một vị thánh nhân phương Đông. Trong số những nhà tiên tri ấy, có một vị tư tế đến từ Ai Cập, tên là Hermes. Ông cũng nói rằng, ở phương Đông xa xôi, một bậc hiền triết thấu suốt vũ trụ và pháp luật sẽ xuất hiện, mặc áo choàng đỏ rực, đưa những người lạc lối trở về. Nhiều lời tiên tri trong quá khứ và hiện tại không chỉ tiên đoán về sự xuất hiện của thánh nhân, mà còn tiên đoán cả về ngoại hình và tên của người ấy. Thôi Bối Đồ có viết, vô vương vô đế, định càn khôn, lai tự điển gian, đệ nhất nhân. Nghĩa là, vị thánh nhân không xuất hiện từ nhà đế vương, mà người đệ nhất sẽ xuất hiện ở chốn điển viên. Bài 29 của kỳ thứ 2 trong các thế kỷ, miêu tả một người phương Đông. Dùng lòng từ bi của thần để cứu rỗi mỗi một người trên thế giới này. Thiêu Bính Ca lại mô tả thánh nhân là không tướng tăng, cũng chẳng tướng đạo, đội mũ lông cừu nặng 4 lạng. Đó là những lời tiên tri rất nổi tiếng. Nhưng còn Hermes là ai? Từ trước tới nay, ông đã đưa ra những lời tiên tri nào? Dự đoán ấy đã trở thành hiện thực hay chưa? Hermes sinh ra ở vùng đồng bằng khu vực sông Nil của Ai Cập. Ông được xem là nhà chiêm tinh học, chuyên gia bí pháp và tiên tri hàng đầu của thời đại bấy giờ, cũng từng là đại tư tế của vua Ai Cập và Rốc Một. Ban đầu ít người biết đến sự tồn tại của Hermes bởi ông chỉ là một thầy cúng vô danh.
Thậm chí hiện tại nếu tra thông tin trên từ điển Bách Khoa Toàn Thư cũng không hề có được thông tin của ông. Nhưng trước khi Pharaoh Farouk I qua đời, ông đã từng dự đoán rằng nhà vua sẽ chết vì một trong bảy tội lỗi, tội tham ăn. Không lâu sau lời tiên tri của ông, vào ngày 18 tháng 3 năm 1965, Farouk đã qua đời tại thành phố Roma thuộc Italy khi chỉ mới 45 tuổi. Người ta nói rằng bữa ăn cuối cùng của cựu hoàng đế bao gồm 12 con tôm hùm, 10 con sò biển, 8 con cá và 5 tô cơm trắng. Ngoài ra còn vô số các loại phô mai, mứt, bánh mì, đậu và rau quả. Số lượng thức ăn thống kê được trong bữa ăn này đủ để nuôi một đạo quân. Sau khi Pharaoh Farouk I qua đời, các quan chức trong cung điện cho rằng đây là một âm mưu và cho rằng tất cả đều là lỗi của Hermes. Vậy nên, các quan chức đã tước bỏ chức vị, thu hồi tài sản và đuổi vị tư tế này ra khỏi cung. Hermes lang thang khắp nơi, sau đó ông tìm được một tiệm tóc để ẩn náu và sống bằng nghề cắt tóc. Dần dần mọi người phát hiện ra khả năng tiên tri của Hermes. Tên tuổi của ông cũng bắt đầu được lan truyền khắp nơi. Những lời tiên tri của ông hoàn toàn khác biệt so với các nhà tiên tri khác vì nó chứa đựng cái nhìn toàn diện về vũ trụ, kết hợp với quan điểm về vũ trụ và sự sống của nền văn minh cổ đại Ai Cập. Qua những lời tiên tri, có thể thấy ông đã có sự hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thế giới, cũng như về các quy luật và định luật của vũ trụ. Những yếu tố cơ bản tạo nên mọi sự sống, sự tồn tại của thời gian đều được xác định bởi các định luật của vũ trụ theo một quy trình liên tục cập nhật mọi thứ. Điều này đã được nhiều người học tập, nhận thức và sau cùng là chấp nhận. Ngay cả những quan chức chính phủ và quân đội của nhiều quốc gia cũng bắt đầu tìm đến ông để được giúp đỡ. Hermes đã trả lời một loạt các câu hỏi về tương lai. Câu trả lời được nhiều người theo dõi và ghi lại. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều dự đoán trong số đó đã trở thành sự thật, không chỉ về hạn hán ở Ai Cập, sự bùng nổ dân số, mà còn về các xung đột ở Trung Đông và đại dịch COVID-19. Trong những lời tiên tri ông đã nói, thì có một quan điểm quan trọng được đề cập, đó chính là với sự hủy diệt liên tục của loài người, sự tiến hóa của thiên nhiên trong tương lai sẽ trở nên mất cân bằng. Cuộc sống cũng sẽ trở nên hỗn loạn, khiến thế giới tâm linh của con người sẽ sụp đổ trước tiên. Điều này dẫn đến các cuộc chiến tranh vô cớ, dịch bệnh bí ẩn, những thiên tai như hạn hán, bão lũ, mưa đá và hàng loạt các thảm họa khác. Thực tế, tất cả những thảm họa này đã và đang diễn ra trên toàn thế giới. Một số người còn phát hiện ra Hermes đã công bố một loạt những dự đoán quan trọng cho năm 2024, trong đó có các thảm họa thiên nhiên. Ông nói rằng, trong một thời gian sau đại dịch, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn, mọi thứ sẽ trở nên mất trật tự, những điều tốt đẹp sẽ dần bị suy thoái và mất đi. Giá trị đạo đức dần bị suy giảm, tâm trí con người cũng bị ảnh hưởng bởi sự ác độc và bóng tối sẽ bao phủ tâm hồn, khiến họ không thể nhìn thấy lỗi lầm của chính mình. Theo đó, vào năm 2024 sẽ xảy ra nhiều thảm họa thiên nhiên trên toàn cầu. Thảm họa cháy rừng sẽ bùng phát ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam, Trung và Bắc Trung Quốc. Khu vực đảo ở Đông Nam châu Á sẽ xảy ra động đất lớn. Khu vực Bắc Mỹ sẽ trở nên tối đen vào giữa trưa. Sự hỗn loạn này chính là một dấu hiệu của sự sụp đổ. Liên minh châu Âu sẽ lại rơi vào bờ vực sụp đổ sau sự thay đổi của hoàng gia và rơi vào một thời đại tối tăm như thời Trung Cổ. Chúng ta đều biết rằng, trong năm qua, các thảm họa trên toàn cầu liên tục xảy ra. Làn sóng nhiệt ở Đông Nam Á đã phá kỷ lục về nhiệt độ cao ở nhiều quốc gia. Nhiều nơi lạnh trên thế giới trở nên nóng hơn và những nơi nóng lại trở nên lạnh hơn. Đây rõ ràng là một sự bất thường. Hermes còn nói rằng, niềm tin tôn giáo đang dần bị con người lãng quên và dần mai một. Chỉ còn lại những câu chuyện rỗng tuếch về tôn giáo được khắc trên đá. Trẻ em sẽ không còn tin vào điều này. Mọi người sẽ cảm thấy chán nản với đời sống tinh thần, không còn tin vào sự tồn tại đáng kính nào nữa. Theo các nghiên cứu, xu hướng từ bỏ tôn giáo đang dần trở nên thịnh hành. Tuy nhiên, với sự phát triển lâu dài của xã hội, loài người sẽ tự sửa chữa điều này khi đủ điều kiện khách quan. Đồng thời, khi mọi thảm họa ập đến, sẽ xuất hiện một bậc thánh nhân ở phương Đông hiểu rõ quy luật và phép tắc của vũ trụ. Vị thánh nhân ấy sẽ đội một chiếc vương miện ngôi sao, mặc choàng đỏ và đến để sửa chữa sự lầm lạc của loài người, dẫn dắt họ trở về đúng hướng. Người ấy xuất thân bình thường, không phải ở vùng biên địa mà là giữa những ngọn núi tương ứng với những ngôi đền nổi tiếng ở phương Đông. Ngoài ra, Hermes cũng nói rằng mọi người sẽ mãi mãi tôn sùng và ca ngợi vị thánh nhân ấy, bởi ngài sẽ dùng chính ý chí của mình để tạo dựng lại một con đường tâm linh thực sự, sinh ra một vũ trụ mới.
mọi thứ sẽ được tái thiết để trở nên tốt đẹp và thiêng liêng. Các bạn nghĩ sao về sự xuất hiện của vị thánh nhân này? Người đó có thể là ai và sẽ xuất hiện ở đâu? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Dự đoán của Kremna gần đúng, lộ ra nơi duy nhất trên thế giới có thể ẩn náu. Một quyển sách có tên Lời tiên tri của Kremna được viết vào thế kỷ 19 bởi hai nông dân ở Serbia. Cuốn sách này đã dự đoán khá chính xác về những thay đổi lịch sử của Serbia cũng như diễn biến của hai cuộc chiến tranh thế giới. Nhiều người tin rằng những lời tiên tri trong cuốn sách này cũng dự đoán về sự bùng phát của chiến tranh thế giới thứ ba và chỉ ra khu vực duy nhất trên thế giới sẽ sống sót sau đó. Khu vực nào đã được quyển sách tiên tri tiết lộ? Làm thế nào để là người sống sót sau cùng? Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay. Lời tiên tri về Thế chiến thứ ba. Mặc dù những nông dân này không thể mô tả chính xác những gì họ đã nhìn thấy, nhưng việc dự đoán về một chiếc hộp kỳ lạ có hình ảnh và âm thanh liên kết với một thế giới khác khiến những lời tiên tri trong quyển sách này được người dân Serbia coi trọng không kém gì kinh thánh. Mọi người có thể thông qua chiếc hộp này để nhìn thấy những sự kiện đang diễn ra khắp nơi ở trên thế giới. Lúc đó, họ không biết chiếc hộp kỳ lạ này là gì, nhưng bất kỳ người hiện đại nào cũng có thể dễ dàng đoán ra, đây chính là TV. Cũng giống như khi sách mô tả về một loại chim sắt kỳ lạ, lúc đó mọi người không biết chim sắt là gì, nhưng đến thời Thế chiến thứ nhất, mọi người đã biết rằng con chim sắt ấy là máy bay. Chính vì những lời tiên tri bí ẩn đã trở thành sự thật này mà lời tiên tri của Kremna đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân địa phương. Tuy nhiên, cuốn sách tiên tri này cũng khiến mọi người lo lắng về thế giới sau năm 2050, bởi trong đó có đề cập đến việc Thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ trong khoảng từ năm 2050 đến 2100. Lời tiên tri của Kremna nói rằng loài người luôn tìm cách khám phá và theo đuổi trí tuệ thiêng liêng, nhưng do sự tồn tại của những kẻ xấu xa, tất cả những nỗ lực này đều trở nên vô ích. Dưới tác động của những kẻ ác, trí tuệ thiêng liêng lại bị lạm dụng. Cái ác lan rộng đến mọi ngóc ngách của thế giới, khiến nền văn minh nhân loại đứng trên bờ vực diệt vong. Tiếp theo, loài người sẽ phải đối mặt với một làn sóng diệt vong, chẳng hạn như nạn đói toàn cầu, các loại virus khó chống lại cùng với những cuộc chiến tranh tràn lan khắp nơi. Nhiều người bắt đầu trốn khỏi thành phố để về nông thôn, nhưng nguồn thực phẩm ở nông thôn cũng chẳng còn dồi dào, bởi mọi loại cây trồng đều bị nhiễm độc. Nếu mọi người vẫn ăn những thức ăn này, họ sẽ qua đời trong thời gian rất ngắn. Bên cạnh đó, những lời tiên tri còn nhắc đến nhiều cảnh chiến tranh. Họ thấy rằng con người đã sử dụng một loại bom lạ, bởi khi nổ, nó không gây ra thiệt hại gì, nhưng lại khiến vô số người tan vỡ thành từng mảnh. Một số ý kiến cho rằng lời tiên tri trong quyển sách nhắc đến có thể là những vũ khí sinh học, bởi chúng chỉ gây tổn hại cho con người. Tuy nhiên, những lời tiên tri trong quyển sách không đề cập đến vũ khí hạt nhân. Đây có lẽ là một điều may mắn, bởi nếu chiến tranh hạt nhân bùng phát, toàn bộ nền văn minh nhân loại có thể bị hủy diệt. Đối với tình hình Serbia, lời tiên tri của Kremna đề cập rằng quốc gia này sẽ không bị cuốn vào chiến tranh. Nhưng lãnh thổ Serbia cũng sẽ chịu những ảnh hưởng nặng nề của cuộc giao tranh. Chẳng hạn, sẽ có vô số những người đang cháy rơi từ trên không. Hình ảnh ấy được hiểu là những phi công bị bắn rơi trên máy bay chiến đấu. Trên đây chính là những dự đoán trong lời tiên tri của Kremna về Thế chiến thứ ba. Do cả hai cuộc chiến tranh thế giới đều được quyển sách này tiên đoán chính xác, nên người dân Serbia vô cùng tin tưởng vào lời tiên tri về Thế chiến thứ ba. Vậy liệu Thế chiến thứ ba có thực sự sắp bùng nổ trong thời gian tới không? Khi nhiều nhà tiên tri khác nữa cũng đưa ra những dự đoán về cuộc chiến này. Thế chiến thứ ba sẽ dẫn đến mùa đông hạt nhân. Một nhà phong thủy lừng danh ở Trung Quốc tên là Tăng Sĩ Cường cũng từng tiên đoán về Thế chiến thứ ba. Ông cho rằng bất cứ sự kiện gì cũng đều có một quy luật nhất định. Và nếu đã có Thế chiến thứ nhất và thứ hai, thì tất nhiên Thế chiến thứ ba sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Thế chiến thứ ba có thể khác biệt so với hai lần trước, bởi vì hiện nay mọi quốc gia đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Trừ khi chúng ta điên cuồng tự hủy diệt lẫn nhau,
Nếu không, Thế chiến thứ ba sẽ không xuất hiện dưới một hình thức của chiến tranh. Thay vào đó, cuộc chiến có thể diễn ra trên các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, thương mại và nhân sự. Sự cạnh tranh ở mọi khía cạnh khác nhau sẽ là một cuộc chiến tranh lạnh mạnh mẽ hơn. Nhiều người tin rằng dự đoán của giáo sư Tăng Sĩ Cường có khả năng xảy ra, bởi suy cho cùng, không ai có thể chịu đựng nổi rủi ro của chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, nếu không muốn kích động chiến tranh, làm thế nào một quốc gia tham vọng có thể đạt được mục đích kiềm chế, phản kháng, cách mạng hoặc lật đổ? Tất nhiên, các nhà lãnh đạo của quốc gia này sẽ phải tìm cách khác, chẳng hạn như một số biện pháp bá quyền. Ngoài ra, nhà tiên tri nổi tiếng thời Trung Cổ, Nostradamus cũng đã dự đoán về Thế chiến thứ ba. Ông đã viết trong các thế kỷ rằng, một số người sẽ khơi mào cuộc chiến tranh thứ ba. Cuộc chiến sẽ kéo dài 27 năm và bất cứ ai không phục tùng sẽ bị xử tử hoặc lưu đày. Mọi người chỉ có thể tuyên chiến để chống lại điều này. Trong cuộc chiến đó, thế giới sẽ chứng kiến những ngày không có mặt trời, bầu trời âm u và nhiệt độ giảm mạnh kéo dài trong 7 tháng, khiến hàng tỷ người thiệt mạng. Một số người cho rằng lời tiên tri này báo hiệu sự bùng phát của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Chỉ có sự hình thành của mùa đông hạt nhân sau cuộc chiến tranh hạt nhân mới có thể khiến ánh sáng bị che khuất, đẩy thế giới vào bóng tối và gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt của nhân loại. Tuy nhiên, lời tiên tri của Nostradamus không chỉ ra thời gian của Thế chiến thứ ba, cũng không nói về sự trỗi dậy của các lực lượng hiếu chiến vào thời điểm nào. Hơn nữa, Nostradamus đã cách chúng ta gần một thế kỷ. Và mặc dù một số dự đoán của ông đã ứng nghiệm, nhưng cũng có không ít dự đoán thiếu chính xác. Ông từng cho rằng vào năm 1999 sẽ có một trùm khủng bố từ trên trời giáng xuống, gây ra những cuộc chiến không hồi kết. Dự đoán trên đã gây hoang mang cho rất nhiều người, tương tự như lời tiên tri về ngày tận thế của người Maya vào năm 2012. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng không có chủng khủng bố nào xuất hiện vào năm 1999 và lời tiên tri của Nostradamus đã sai hoàn toàn. Ngoài ra, tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới Elon Musk cũng đưa ra tiên đoán về Thế chiến thứ ba, khi ông tuyên bố vào tháng 10, 2023 rằng thế giới đang âm thầm bước vào cuộc chiến tranh thứ ba, đặc biệt là xung đột ở Ukraine và giải Gaza sẽ làm cho quá trình dẫn đến Thế chiến thứ ba sẽ càng tồi tệ hơn, thậm chí gây ra thảm họa toàn cầu. Hiện nay, thế giới đang ở trong một trạng thái mơ màng, không có quy tắc. Điều này khiến nền văn minh của nhân loại đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Thế chiến thứ ba sẽ phụ thuộc vào sức mạnh công nghiệp. Ai có sức mạnh công nghiệp lớn hơn thì sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, Elon Musk một lần nữa đưa ra dự đoán rằng do sự ngớ ngẩn của một số người nào đó, Thế chiến thứ ba sẽ xảy ra nhanh hơn. Tất nhiên, Elon Musk không phải là nhà tiên tri, nên những dự đoán của ông cũng dựa trên ý thức chủ quan và mục đích cụ thể. Ngoài ra, hiện nay còn vô số những lời tiên tri khác về Thế chiến thứ ba sẽ diễn ra trong tương lai, khiến nhiều người hoang mang. Vậy nếu cuộc đại chiến này xảy ra, thì nhân loại sẽ phải đi đến đâu để có thể thoát khỏi thảm họa? Nơi duy nhất tồn tại trong Thế chiến thứ ba. Hầu hết những dự đoán trong lời tiên tri của Kremlin dường như đã diễn ra một cách chính xác. Điều đáng mừng là không những quyển sách này tiết lộ thời gian cụ thể khi Thế chiến thứ ba bùng phát, mà còn tiết lộ rằng một lục địa sẽ trở thành nơi duy nhất sống sót. Vậy đó là lục địa nào trong số 7 lục địa trên thế giới? Lời tiên tri của Kremlin đề cập đến một ngọn núi có 3 cây thánh giá chính là nơi an toàn, bởi đó là nơi duy nhất trên thế giới không bị ô nhiễm, vẫn duy trì được sự thanh tịnh. Nơi đây được lời tiên tri của Kremlin mô tả là vùng đất thiêng được bao quanh bởi biển cả và nằm ở rìa thế giới. Nó có diện tích lớn, gần bằng cả châu Âu và chưa từng bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm hoặc các cuộc chiến tranh. Vùng đất này sẽ là nơi sẽ cung cấp sự bảo vệ và cứu rỗi cho những người tìm kiếm nơi trú ẩn. Mặc dù ban đầu có nhiều người nghĩ đó chính là Nam Cực, nhưng điều kiện sống khắc nghiệt tại đây sẽ không thể bảo vệ được những người tìm cách sống sót. Có thể nhà tiên tri nông dân trong lời tiên tri của Kremlin đã đề cập đến châu Úc. Một vùng đất rộng lớn, xa lánh khỏi các chiến trường mà vẫn chưa bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Điều quan trọng nhất là 3 cây thánh giá được đề cập trong lời tiên tri được thể hiện đầy đủ trên cờ của Australia. Cờ của Australia bao gồm cờ của Vương quốc Anh cùng chòm sao Nam Thập Tự. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý tưởng 3 cây thánh giá. Vì vậy, một số người tin rằng Australia, nơi nằm xa khỏi tâm điểm chính của Thế chiến thứ ba, có thể sẽ là nơi ẩn náu lý tưởng. Tuy nhiên,
Thế chiến thứ ba vẫn chỉ mới ở giai đoạn tiên tri, không phải tất cả các lời tiên tri đều trở thành sự thật. Bạn có nghĩ rằng Thế chiến thứ ba thực sự sẽ xảy ra? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Người dự đoán thành công sự sụp đổ của Liên Xô đã tiên đoán việc một cường quốc lớn sẽ tiếp tục sụp đổ vào năm 2025. Nước Mỹ sẽ sụp đổ vào năm 2025. Đây là lời tiên tri của người sáng lập chính viện nghiên cứu hòa bình Oslo vào năm 2000. Ông cũng là người từng thành công dự đoán sự sụp đổ của Liên Xô. Người này chính là Johann Vincent Gatton. Ông Gatton không phải là chính trị gia, nhưng lại được xem là một trong số những nhà tiên tri chính trị chính xác nhất. Gatton từng đưa ra 3 dự đoán lớn, và hiện 2 trong số đó đã trở thành hiện thực. Liệu dự đoán về sự sụp đổ của Mỹ của ông sẽ trở thành sự thật hay không? Gatton đã dựa trên cơ sở nào để đưa ra những dự đoán này? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nhà tiên tri Johann Vincent Gatton. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, để kiềm chế chủ nghĩa phát xít quân phiệt và trừng phạt các quốc gia thua trận, các nước đồng minh đã chia Đức thành hai miền và xây dựng bức tường Berlin giữa hai miền. Bức tường Berlin mang ý nghĩa rất thực tế, là một trong những biểu tượng của bố cục thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, có người đã nói rằng bức tường Berlin sẽ sụp đổ trong vòng 10 năm. Người đưa ra dự đoán này là cha đẻ của tạp chí nghiên cứu hòa bình, giáo sư Johann Gatton. Ông sinh ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào năm 1930. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của chiến tranh thế giới thứ hai, ông bắt đầu nghiên cứu về hòa bình khi còn học đại học, với hy vọng tìm ra một con đường hòa bình vĩnh viễn để thoát khỏi chiến tranh. Năm 1959, ông đã thành lập Viện Nghiên cứu Hòa bình đầu tiên trên thế giới và xuất bản tạp chí Nghiên cứu Hòa bình vào năm 1964, đánh dấu việc hòa bình trở thành một môn khoa học độc lập được nghiên cứu rộng rãi. Trong hàng chục năm tiếp theo, Gatton đã mở nhiều trung tâm hòa giải hòa bình khắp thế giới và nỗ lực giải quyết các xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình. Ông không những viết và hô to những khẩu hiệu mà còn tiên phong tham gia hòa giải hàng trăm cuộc xung đột quốc tế, được cộng đồng quốc tế công nhận. Chính vì những đóng góp to lớn cho hòa bình, Gatton đã được nhiều trường đại học trao học vị tiến sĩ danh dự và được đề cử giải Nobel Hòa bình. Nhưng đáng tiếc là ông lại không thể nhận được giải thưởng danh giá này. Điều đáng nói là dưới ánh hào quang của một chuyên gia hòa bình, Gatton còn được mọi người gọi là nhà tiên tri. Do nghiên cứu về học thuyết hòa bình, Gatton đã có tầm nhìn tiến bộ trong các lĩnh vực quốc tế, chính trị, chiến tranh và xung đột. Ông đã dự đoán vào năm 1980 rằng bức tường Berlin sẽ sụp đổ chỉ trong vòng 10 năm. Lời dự báo này của Gatton đã gây ra nhiều phản ứng lớn vào thời điểm đó, mặc dù không nhiều người tin vào điều đó. Bởi vì bức tường Berlin là biểu tượng của sự trật tự sau chiến tranh thế giới thứ hai, là dấu mốc của chiến thắng trong chiến tranh và còn là ranh giới đối đầu giữa Liên Xô và các nước Mỹ, Anh, Pháp và các nước khác. Tuy nhiên, kết quả lại ngoài mong đợi của mọi người khi bức tường Berlin thực sự sụp đổ một cách choáng váng dưới sức ép lịch sử vào năm 1989, mở ra lỗ hổng trong cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Liên Xô. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm với lời tiên tri của Gatton gần 10 năm trước đó. Tuy nhiên, điều thú vị còn không chỉ dừng lại ở đó. Bởi cùng với việc dự đoán sự sụp đổ của bức tường Berlin, Gatton cũng đã khẳng định một cách rõ ràng rằng không lâu sau khi bức tường Berlin sụp đổ, thì Liên Xô cũng bắt đầu tan rã. Nói về sự tan rã của Liên Xô, tất cả mọi người đều cho rằng Gatton đang đưa ra lời tiên đoán điên rồ. Ngay cả đối thủ cạnh tranh là Mỹ cũng không tin rằng Liên Xô sẽ sụp đổ dễ dàng như vậy. Bởi đây là một quốc gia hàng đầu không kém gì Mỹ. Về phía Liên Xô, họ gọi Gatton là tên hề, là tin tức giả do phương Tây cài đặt với mục đích gây ra sự sụp đổ của Liên Xô để đạt được những mục đích không thể nói. Tuy nhiên, lịch sử vẫn không thay đổi theo ý muốn của con người. Liên Xô đã thực sự tan rã không lâu sau khi bức tường Berlin sụp đổ như lời tuyên bố chắc chắn của Gatton. Cũng từ đó, ông bắt đầu được công nhận là một nhà tiên tri và được mọi người ngưỡng mộ. Đến năm 2000, Gatton lại đưa ra một tuyên bố khiến cả thế giới sửng sốt rằng Mỹ đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Dựa trên cơ sở nào mà Gatton lại đưa ra một lời tuyên bố chắc chắn như vậy? Nước Mỹ sụp đổ vào năm 2025. Thông qua nghiên cứu lịch sử và quan sát tình hình quốc tế trong nhiều năm, giáo sư Gatton đã dự đoán thành công sự sụp đổ của Liên Xô. Sau đó, ông dựa trên lý thuyết về sự sụp đổ của Liên Xô và kết hợp với tình hình thực tế của Mỹ để đưa ra kết luận rằng
Mỹ sẽ sụp đổ vào năm 2025. Dự báo này được đưa ra vào năm 2000, khiến mọi người cảm thấy khó tin vì vào thời điểm đó, Mỹ đang ở đỉnh cao quyền lực và không có đối thủ ngang hàng. Tuy nhiên, chỉ một năm sau vụ tấn công 11 tháng 9, mọi người bắt đầu hiểu rằng Mỹ không thể vĩnh viễn là một cường quốc bất khả chiến bại. Trong lúc tỏ ra mạnh mẽ, Mỹ đã vô tình tạo ra nhiều kẻ thù và một khi có sơ suất, thảm họa sẽ ập đến với cường quốc này. Mặc dù vụ khủng bố 11 tháng 9 không thể làm lung lay hoàn toàn nền tảng của Mỹ, nhưng đến năm 2013, khi nhà xã hội học Emmanuel Wallerstein xuất bản cuốn sách Chủ nghĩa tư bản có tương lai không, thì quan điểm trên nhận được sự quan tâm lớn trên thế giới. Nhiều người đã thay đổi quan điểm của mình sau khi đọc qua cuốn sách này. Trong sách, Wallerstein đã phân tích toàn diện về những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Mỹ từ 4 lĩnh vực: quân sự, kinh tế, chính trị và văn hóa. Ông cho rằng, cốt lõi mạnh của Mỹ chính là quyền bá chủ quân sự, thông qua đó mà Mỹ đã mở rộng ảnh hưởng và can thiệp vào các nước khác. Đồng thời, Mỹ cũng sử dụng ưu thế kinh tế và văn hóa để giữ vững địa vị thống trị của mình trên thế giới. Thông qua sức mạnh chính trị, quốc gia này đã xây dựng nên một vòng bạn bè để bảo vệ lợi ích trọng tâm của mình. Không thể phủ nhận rằng, phân tích của Wallerstein là rất chính xác, bởi ghi nhận thực tế cho thấy, từ năm 1890 đến năm 2001, Mỹ đã phát động 133 cuộc chiến tranh, trong đó có hơn 60 lần can thiệp quân sự vào chính trị các quốc gia khác, 25 lần tấn công không kích nước ngoài, hơn 30 lần ám sát cùng nhiều lần can thiệp bằng vũ lực vào các cuộc bầu cử của các quốc gia khác. Thông qua những hành động quân sự liên tiếp này mà Mỹ đã khẳng định vị thế cường quốc của mình, đàn áp mọi quốc gia dám cạnh tranh với họ. Tuy nhiên, giáo sư Gatton lại cho rằng thế giới không có hệ thống hoàn hảo nào. Ngay cả những cường quốc lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nga, khi một hệ thống hiệu quả, nó có thể giúp các quốc gia đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng theo thời gian, bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ có những lỗ hổng, bởi nó không thể ngăn chặn được sự suy thoái của bản chất con người. Khi hệ thống đạt tới một điểm tới hạn, thì đế chế theo đó cũng sụp đổ, tương tự như đế chế La Mã hay đế quốc Ba Tư vào thời cổ đại. Hệ thống của Mỹ sau hơn 200 năm suy thoái cũng đã đầy rẫy những vết nứt. Gatton cho rằng 2025 sẽ là bước ngoặt quan trọng dẫn tới sự sụp đổ của nước Mỹ. Vậy quốc gia nào sẽ dẫn đầu thế giới mới sau khi Mỹ sụp đổ? Chỉ còn một năm nữa đến thời điểm dự đoán. Liệu dự đoán của Gatton sẽ trở thành hiện thực hay không? Chúa tể thế giới mới. Theo lời giáo sư Gatton, Mỹ tự hào về 4 bá quyền lớn mà họ sử dụng để làm công cụ thống trị thế giới lâu nay. Tuy nhiên, 4 bá quyền này đã gây ra 4 mâu thuẫn lớn. Ví dụ như, Mỹ sử dụng quyền bá chủ kinh tế để bóc lột các quốc gia trên thế giới. Hành động này đã bắt đầu gây ra phản ứng mạnh mẽ. Trên thế giới vẫn còn nhiều người không đủ ăn đủ mặc. Họ sẽ đứng lên chống lại sự bóc lột kinh tế của Mỹ. Về sự thống trị quân sự, chỉ tiêu quân sự của Mỹ ngày càng tăng, thậm chí đã trở thành gánh nặng nghiêm trọng cho đất nước. Đặc biệt là sự trỗi dậy của các quốc gia khác khiến Mỹ không còn cách nào kiểm soát và cân bằng thế giới. Quyền bá chủ quân sự của Mỹ đang dần sụp đổ. Xét về mặt thống trị văn hóa, là một quốc gia nhập cư nên vốn dĩ văn hóa Mỹ đã rất hỗn loạn. Trong thời kỳ thịnh vượng, sự hỗn loạn này có thể bị che đậy, nhưng một khi lâm vào khó khăn, những xung đột văn hóa sẽ trở thành sợi rơm cuối cùng khiến con lạc đà gục ngã. Những khác biệt về tín ngưỡng, chủng tộc, màu da có thể dẫn đến sự xung đột và hỗn loạn. Những phân tích đã được Gatton đưa ra vào năm 2013. Lúc đó những hiện tượng này chưa rõ ràng, nhưng trong khoảng 10 năm qua, những xung đột và mâu thuẫn này ngày càng trầm trọng. Rõ ràng lời tiên đoán của Gatton đã trở thành hiện thực. Vậy nếu nước Mỹ thực sự sụp đổ, quốc gia nào sẽ trở thành bá chủ mới của thế giới? Có người cho rằng đó có thể là Ấn Độ, nhưng Gatton thì không nghĩ như vậy. Mặc dù Ấn Độ luôn có giấc mơ này, nhưng họ có thể giành được quyền bá chủ. Bởi Gatton tin rằng, chừng nào quốc gia này chưa thể giải quyết được vấn đề đức tin phổ quát, họ không những không kiểm soát được thế giới, mà việc trở thành một quốc gia phát triển cũng là điều xa xỉ. Một vài ý kiến khác cho rằng, đó có thể là Trung Quốc. Nhưng giáo sư Gatton cho rằng, mặc dù Trung Quốc có sức mạnh tương đối, nhưng thực tế họ không có tham vọng thống trị thế giới. Đối với câu hỏi, ai sẽ là bá chủ thế giới mới? Giáo sư Gatton cho rằng, do sự phát triển toàn cầu hóa và tiến bộ về kinh tế khoa học kỹ thuật, thế giới tương lai sẽ chỉ có các liên minh khu vực mà không còn những quốc gia quá mạnh. Khi toàn cầu hóa xảy ra càng nhanh, có thể trong tương lai sẽ không còn khái niệm quốc gia, bởi vì mọi người đều là công dân của trái đất.
lời tiên đoán của gạt thưng nghe có vẻ rất mơ hồ và trừu tượng. Nhưng thực tế thì điều gì cũng có khả năng xảy ra. Trong thời đại bá quyền, mọi người chỉ chú trọng đến việc tranh giành và khai thác tài nguyên trên trái đất. Nhưng thực tế, thế giới của chúng ta không chỉ có một trái đất. Vũ trụ bao la ẩn chứa vô số tài nguyên vô tận. Khi con người tiếp tục thám hiểm vũ trụ, những vì sao và đại dương vũ trụ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Trong trường hợp này, loài người rất có thể sẽ đoàn kết cùng nhau phát triển nền văn minh của trái đất. Tiên tri nữ vương Bạch Long nổi tiếng nhất Myanmar dự đoán 2024, đất nước có cờ đỏ sao vàng sẽ thay đổi thế giới. Trong cuộc sống hàng ngày, khi cần giao tiếp với một người, chúng ta thường sẽ hỏi họ của bạn là gì. Nhưng thực tế ở một số quốc gia và dân tộc, chúng ta không thể hỏi như vậy. Ví dụ như người Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Iceland hay người Myanmar. Hầu hết họ không có họ. Nếu vội vàng đưa ra câu hỏi, sẽ khiến đối phương cảm thấy bối rối, thậm chí có thể không trả lời được câu hỏi của bạn. Giống như một người bình thường ở Myanmar không có họ, chỉ có tên, nhưng họ lại có một hệ thống ký ngữ rất phức tạp. Nghĩa là trước tên của một số người đặc biệt sẽ được thêm một từ để thể hiện sự tôn kính. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một người đặc biệt với cái tên trang trọng. Bởi mỗi khi các quan chức từ nhiều quốc gia hay các doanh nhân hàng đầu muốn đưa ra quyết định lớn, đều sẽ hỏi ý kiến của bà ấy. Bà ấy chính là nhà tiên tri Tu Sơ Xuê Uẩn. Lời tiên đoán của Tu Sơ Xuê Uẩn. Trên thực tế, tên của bà ấy là Su Xuê Uẩn, còn Tu đại diện cho một người phụ nữ có địa vị cao. Trong suốt cuộc đời mình, bà đã đưa ra 7 lời tiên tri vô cùng chính xác. Và trước khi qua đời, Tu Sơ Xuê Uẩn cũng để lại nhiều dự đoán về tương lai. Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng trong số những lời tiên tri mà bà để lại có 5 dự đoán quan trọng liên quan đến năm 2024. Những lời tiên tri đó là gì và tại sao bà ấy lại có địa vị cao đến vậy? Tu Sơ Xuê Uẩn, tên thật là Y Sư, là một trong những nhà chiêm tinh học nổi tiếng trong giới quan chức và doanh nhân ở Đông Nam Á. Cuộc đời của bà có thể được xem là huyền thoại. Mãi đến sau này, Tu Sơ Xuê Uẩn còn được nhiều người tôn kính gọi là Nữ Bạch Long Vương. Sinh năm 1959 tại thành phố Ragun thuộc Myanmar. Từ nhỏ, bà không khác gì những em bé bình thường khác. Nhưng đến năm 8 tuổi, Y Sư lại mắc một căn bệnh quan trọng. Cho đến lúc cận kề cái chết, một vị cao tăng từ phương Đông đã đến nhà bà để xem xét tình hình. Vị cao tăng yêu cầu cha mẹ bà tìm một ít bột. Sau khi đọc kinh và lăn khối bột từ đầu đến chân, vị cao tăng nặn bột thành hình dáng tương tự như Y Sư và nói với gia đình của bà rằng: "Hãy lấy một cái chảo đồng chưa từng sử dụng rồi đặt lên lửa để nướng." Tuy nhiên vào lúc đó, trong nhà không có chảo đồng chưa từng sử dụng nên đã dùng một tượng Phật đồng có đáy rỗng để thay thế. Đến khi bột được nướng xong, bệnh của Y Sư cũng hoàn toàn chữa khỏi. Trước khi rời đi, vị cao tăng nói với gia đình Y Sư rằng: "Bây giờ bà đã sở hữu Phật thân, có khả năng đặc biệt, nhưng tuổi thọ cũng sẽ giảm đi một nửa." Mặc dù trạng thái ban đầu của Y Sư đã trở lại, nhưng sau đó bà ấy không còn cao thêm, nói chuyện cũng trở nên không còn rõ ràng và ngón tay cũng co lại như người bị viêm khớp. Tình hình này đã khiến Y Sư không thể tiếp tục việc học nên gia đình buộc phải cho bà nghỉ học. Tuy nhiên khi ở nhà, bà vẫn viết những dòng chữ kỳ lạ trên giấy. Ban đầu gia đình không chú ý lắm đến nội dung, nhưng một lần tình cờ họ phát hiện ra rằng một trong những điều bà ấy viết đã xảy ra sau đó vài ngày. Cuối cùng sau khi đọc kỹ lại hết những gì Y Sư viết, họ phát hiện ra rằng đó là những lời tiên tri và dần dần những dự đoán ấy bắt đầu xảy ra. Khả năng tiên tri kỳ diệu của Y Sư đã lan rộng khắp nơi, giúp bà bắt đầu hành trình tiên tri kéo dài qua nhiều năm sau. Nhìn vẻ bề ngoài, Y Sư rất giống với người ngoài hành tinh trong bộ phim nổi tiếng E.T. The Extraterrestrial của Mỹ. Vì vậy mọi người thường gọi bà ấy là E.T. Khả năng tiên tri của bà nổi tiếng đến mức có thể thu hút sự chú ý của các quan chức quân sự và chính trị, bao gồm cả vi tướng Than Sui, cố vấn độc quyền tin cậy nhất của chính phủ quân sự. Việc tướng Than Sui luôn nghe theo ý kiến của Y Sư đã khiến bà trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, được nhiều quốc gia châu Á coi trọng, bao gồm cả các đại sứ quán và quan chức cấp cao. Ngoài giới chính trị châu Á, Y Sư còn được biết đến rộng rãi trong giới kinh doanh ở Singapore,
Malaysia và Indonesia. Nhiều doanh nhân nổi tiếng đã tìm đến bà và nhìn vị thế của mình vào thời điểm đó. Bà đã chính thức đổi tên thành Suzy Wen cùng với họ Tu cao quý. Những nhân vật quan trọng cấp quốc gia tìm đến Tu Suzy Wen thường không tiết lộ thân thế nhằm mục đích hạn chế người biết đến danh tính của họ. Thậm chí là giá trị tài sản thực sự của họ cũng được giữ kín. Vì thế, cái tên Nữ Bạch Long Vương của Tu Suzy Wen cũng ít người biết đến. Cái tên này thực tế xuất phát từ một truyền thuyết của Trung Quốc, kể về một người đàn ông ở Tần Quốc tên là Bạch Long Vương với khả năng chỉ dẫn người khác và sự thông tuệ của mình. Sau khi gặp Tu Suzy Wen và thành tâm cầu nguyện, bà sẽ tiết lộ quá khứ, tương lai hay thậm chí có thể giúp một người đón may tránh rủi. Nhiều anh chị lớn trong làng giải trí Hồng Kông sau khi nhận được sự chỉ dẫn của bà đã thực sự thay đổi được con đường sự nghiệp của mình. Ngoài ra, trước khi cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra từ chức, ông đã tìm đến Tu Suzy Wen để nhờ bà giúp đỡ mình thoát khỏi nguy hiểm trong cuộc đảo chính. Nhờ nghe theo lời khuyên của bà mà thủ tướng đã tránh được việc bị bắt giữ. Từ đó danh tiếng của bà trở nên vang dội trên toàn thế giới. Có thể nói rằng khả năng của bà không hề thua kém Bạch Long Vương của Thái Lan. Cả cuộc đời đóng góp rất nhiều cho đất nước Myanmar. Vào tháng 9 năm 2017, Tu Suzy Wen đã qua đời ở tuổi 58. Người thân cho biết bà không mất vì bệnh tật mà là qua đời khi đang ngủ. Trước khi ra đi, Tu Suzy Wen cũng đã kịp để lại nhiều dự đoán về tương lai. Trong đó có 5 dự đoán liên quan đến năm 2024. Vậy Tu Suzy Wen đã dự đoán điều gì? Lời tiên tri năm 2024. Đầu tiên bà đã nói về một con rồng xanh khổng lồ từ phương Đông sẽ phun ra ngọn lửa màu đỏ cuồng nộ. Ngọn lửa sẽ đốt cháy tất cả những thứ dơ bẩn nơi bà đang sống. Sự hỗn loạn sẽ không còn tồn tại. Hòa bình và ổn định sẽ đến cùng một người không cầm súng sẽ quản lý vùng đất này. Thứ hai là người đạt được ngai vàng sẽ chết ở đời thứ 9. Ngọn lửa chiến tranh bùng lên khiến những ngôi đền vàng sẽ tan chảy trong khói lửa. Chiếc vương miện rơi xuống và sẽ không còn được nâng lên nữa. Thứ ba là tiên đoán, các quốc gia cờ đỏ sao vàng sẽ có sự thay đổi lớn, bắt đầu chạm vào chiếc vương trượng mang quyền lực tối cao. Một sự trỗi dậy kỳ lạ sẽ tái hiện lại khung cảnh trước đó. Một đất nước sẽ trở thành viên ngọc quý, thu hút sự chú ý. Điều này không chỉ nói về những cường quốc mà tất cả những quốc gia này đều sẽ phát triển mạnh theo tiềm lực vốn có của dân tộc. Thứ tư là sự hỗn loạn lớn chưa từng có sẽ đến. Tình hình ngày càng trầm trọng hơn sau sự ra đi của ba người nhất. Các tàu chiến trên biển sẽ chật kín như đàn cá và còn phun lửa vào nhau. Một liên minh mới sẽ được thành lập. Cuối cùng, Tu Suzy Wen nói rằng người da trắng sẽ không còn cao quý nữa. Những người da vàng sẽ trở lại vị trí vốn dĩ mà họ nên thuộc về. Trong thời kỳ hỗn loạn với nhiều lời dự đoán từ các nhà tiên tri, Tâm Linh Cuộc Sống hy vọng rằng các bạn có thể giữ vững lòng tin đối với cuộc sống. Tất cả các nhà tiên tri nổi tiếng trong lịch sử đều khởi đầu bằng việc tung một tin đồn thất thiệt. Sự khác nhau chỉ là tin đồn đó có thành sự thật hay không thôi. Dù quốc gia nào đang trỗi dậy thì sự ủng hộ của nhân dân mới chính là điều quan trọng nhất, quyết định sự duy trì ổn định vững mạnh. Những lời tiên đoán của bà Tu Suzy Wen vô cùng ngắn gọn và cũng chưa có bất kỳ lời giải thích hay phân tích nào về vấn đề này. Hãy cùng để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận về vấn đề này để Tâm Linh Cuộc Sống được biết nhé. Nhà ngoại cảm cá nhân Wolf Messing của Stalin dự đoán ngọn lửa đỏ sẽ bùng cháy vào năm 2024. Trong thời đại mà tất cả mọi người luôn tin vào khoa học và công nghệ như hiện nay, vẫn còn vô số người quan tâm đến lĩnh vực thần học hay bói toán. Những nhà ngoại cảm hay thầy bói khẳng định chắc chắn một điều rằng họ có thể trong một thời gian ngắn, thông qua một số câu hỏi đơn giản để tiết lộ cho bạn biết về những sự kiện lớn xảy ra gần đây, hoặc một số điều về tương lai, hay còn gọi là những lời tiên tri mà chúng ta đã theo dõi rất nhiều trên kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Wolf Messing Grigorovich, một trong những nhà tâm lý học ngoại cảm nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Người ta nói rằng Messing có thể dễ dàng kiểm soát tất cả mọi người bằng ý nghĩ mà không cần sự đồng ý của đối phương. Ông có thể lục tìm và biết tất cả những bí mật đang ẩn giấu trong tâm hồn bạn. Thậm chí ông còn có khả năng tiên đoán được tương lai. Messing không chỉ thu hút sự chú ý của các doanh nhân như Einstein, Freud và Stalin
mà còn khiến Hitler ráo riết săn tìm ông với mức phần thưởng lên đến 200.000 mark. Nhiều lời đồn đại rằng, sau khi Messing qua đời, tất cả thông tin liên quan đến ông đều bị các cơ quan liên quan xếp vào dạng bí mật tuyệt đối, không thể tiết lộ cho đến tận bây giờ. Năm 2012, một nhà báo nổi tiếng người Nga đã đăng một phần nội dung của phỏng vấn với Messing vào năm 1974, trong số thứ 31 với nội dung Sự thật về Ukraine, bao gồm cuộc trò chuyện giữa Stalin và Messing, cũng như một số dự báo về tương lai. Một vài cư dân mạng tỉ mỉ đã tổng hợp và chia sẻ dự báo của ông về tương lai của thế giới. Messing nói rằng ngọn lửa màu đỏ sẽ lan rộng và bùng nổ. Liệu ý nghĩa thực sự của dự đoán này là gì? Ngoài ra, ông còn đưa ra lời cảnh báo gì cho tương lai nữa hay không? Wolf Messing Grigorovich sinh vào ngày 1 tháng 9 năm 1899 tại một gia đình Do Thái ở Warsaw thuộc Ba Lan. Từ khi còn nhỏ, Messing đã mắc bệnh mộng du. Năm lên 6 tuổi, ông được đưa đến một trường tôn giáo để học và trở nên vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa, bởi khả năng ghi nhớ của ông rất khác biệt so với người bình thường. 2 năm sau, Messing theo học tại một trường trung học Do Thái. Vốn là một học sinh nghịch ngợm, một lần ông bỏ học lén lên tàu và trốn dưới ghế để ngủ. Khi nhân viên tàu kiểm tra, họ phát hiện ra Messing nên đã yêu cầu ông xuất trình vé. Messing lấy một tờ giấy vụn đưa cho họ, nhân viên tàu chỉ nhìn qua rồi bỏ đi. Ông đột nhiên cảm thấy rất bối rối về điều này, và cho đến khi xuống tàu ở Berlin, ông mới phát hiện ra rằng mình có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác. Từ đó Messing bỏ học để vào làm việc trong một nhà hát lớn. Tại đây, một giáo sư thần kinh học tên là Abe đã phát hiện ra khả năng phi thường của Messing, bởi vì ông không chỉ có thể nói ra suy nghĩ của khán giả, mà còn có thể nói ra những vật dụng cá nhân mà họ đang giấu trong túi. Giáo sư Abe đã cho Messing một bài kiểm tra và phát hiện ra rằng ông có thể rơi vào trạng thái mê man, tức là một trạng thái có ý thức nhưng không có phản ứng cơ thể. Thậm chí, Messing còn có thể tiên đoán tương lai thông qua trạng thái này. Vào năm 1916, Messing đã được đặt danh hiệu nhà ảo thuật số 1 trên thế giới khi chỉ mới 17 tuổi. Danh tiếng của anh càng ngày càng lan rộng, khiến hai nhà khoa học lỗi lạc thời ấy là Sigmund Freud và Albert Einstein cũng cảm thấy rất tò mò. Vì muốn tận mắt chứng kiến siêu năng lực của Messing, Einstein đã mời ông ấy đến thăm nơi ở của mình. Trong lần gặp đầu tiên, Freud yêu cầu Messing làm theo điều mà ông đang nghĩ trong đầu. Messing chỉ cười nhẹ rồi bước vào phòng tắm, lấy một cây kìm nhỏ và đi đến nhổ 3 sợi râu của Einstein. Đây chính xác là điều Freud đang nghĩ đến. Sau khi trực tiếp trải nghiệm khả năng đặc biệt của ông, Einstein cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước khi rời đi, Messing còn để lại một lời tiên tri cho Einstein rằng ông sẽ đoạt được một giải thưởng lớn sau 5 năm nữa. Chính xác như dự đoán, vào năm 1921, Einstein đã giành được giải Nobel vật lý nhờ thành tựu về hiệu ứng quang điện và đóng góp cho vật lý lý thuyết. Năm 1937, khi đang biểu diễn tại một nhà hát ở Warsaw, Messing đưa ra phát ngôn về việc Hitler sẽ bị tiêu diệt nếu đổi hướng tấn công Liên Xô. Hành động trên đã khiến Hitler tức giận và trao thưởng 200.000 mark cho ai lấy được đầu của Messing. Không còn lựa chọn nào khác, ông buộc phải trốn đến Liên Xô, nhưng không ngờ danh tiếng của ông đã lan đến quốc gia này. Lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin lúc bấy giờ cũng rất quan tâm đến khả năng đặc biệt của Messing. Stalin đã đưa ra lời đề nghị rằng ông muốn Messing hãy tới Ngân hàng Quốc gia Liên Xô, rút ra 100.000 rúp rồi mang chúng đến Điện Kremlin gặp mặt. Messing không do dự mà đi tới ngân hàng. Ông đưa một tờ giấy trắng cho nhân viên. Nhân viên sau khi kiểm tra không thấy vấn đề gì, đã đi đến két sắt, rút đủ 100.000 rúp rồi đưa cho ông. Messing đã thành công lấy được khoản tiền đúng theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Liên Xô. Nhìn vào vùng trán vẫn nguyên vẹn không dấu đạn, Stalin có phần không thể tin nổi và nói rằng nếu ông có thể thuận lợi vào phòng làm việc của mình, Stalin sẽ tin vào siêu năng lực của Messing. Lúc này, ông chỉ cần sử dụng 2 lá cây đã có thể bước vào Điện Kremlin. Sau khi gặp gỡ với Messing, Stalin không còn mối nghi ngờ nào về ông. Trải qua một cuộc trò chuyện bí mật, Stalin quyết định giữ Messing bên cạnh để trở thành nhà ngoại cảm đặc biệt cho mình. Vào thời điểm đó, Messing đã đưa ra nhiều tiên tri về một số sự kiện quan trọng như chiến thắng của Stalin trong việc đánh chiếm Berlin hay vụ tai nạn máy bay vào năm 1950. Tất cả những điều này đều trở thành sự thật. Ngày 8 tháng 11 năm 1974,
Messing qua đời, tất cả thông tin và nhật ký của ông đã được đưa vào hồ sơ bí mật của Liên Xô. Cho đến năm 2012, khi một phóng viên đóng quân ở Nga đã công bố một phần nội dung cuộc trò chuyện giữa Messing và Stalin vào năm 1974. Nhiều sự kiện bí mật cũng như một số dự đoán về tương lai mới được mọi người trên thế giới biết đến. Một vài cư dân mạng tỉ mỉ đã tổng hợp những gì được công bố thành 5 dự đoán lớn. Đầu tiên là một bức tường và 5 đường biên giới sẽ chia cắt hai bên kẻ thù. Ngoại trừ bức tường thì không có gì sẽ biến mất, nhưng ngọn lửa màu đỏ sẽ lan rộng và thiêu đốt nhanh chóng. Chỉ là ngọn lửa đỏ đó không phải từ Liên Xô. Điều thứ hai là 15 người anh em sẽ bị chia rẽ. Hai trong số họ sẽ đánh nhau và một biến cố lớn sẽ xảy ra vào tháng 3 năm thứ hai sau cuộc tấn công của gấu vào hung thần Đinh Ba. Điều thứ ba chính là cờ Liên Xô sẽ rơi xuống. Bọn cướp da trắng và nhà tư bản sẽ một lần nữa đứng trên đầu dân chúng. Nếu muốn tìm lại ngọn lửa màu đỏ của quá khứ thì hãy đi về phía đông, vượt qua sông Dnieper và rẽ núi Ura, đến cuối đồng bằng Siberia. Những tia lửa sẽ ở đó và đốt cháy Đại Thảo Nguyên. Điều thứ tư là những cơn nóng oi bức khiến rất nhiều sinh vật trên trái đất bị diệt vong. Nhiều con tàu sẽ vượt qua Bắc Băng Dương, những tảng đá đang bốc cháy cùng sóng biển nóng chảy qua các nhà máy điện hạt nhân. Nơi xảy ra tai nạn không phải Chernobyl mà là một nơi vẫn còn tiềm ẩn vẻ đẹp thần tiên. Điều cuối cùng là lừa và voi sẽ tiếp tục chiến đấu, mùi hôi thối sẽ lan tỏa khắp nơi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn đòi hỏi lá phiếu của tử thần. Bởi những người nghĩ rằng mình sẽ thắng, cuối cùng lại thất bại. Vậy ý nghĩa chính xác cho những dự đoán này là gì? Mời các bạn để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để mọi người cùng xem nhé! Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.